Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nhé. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải sẽ tiếp tục soi đồ cao thủ Võ Lâm Liên Đấu tháng vừa rồi cho anh em xem. Vương Tiễn anh em ơi, Vương Tiễn hiện tại top 2, tháng vừa rồi anh ta được top 2. Vừa rồi cũng có một vé đánh Võ Lâm Minh Chủ. Bây giờ chúng ta cùng xem xếp đồ của anh Vương Tiễn như thế nào cho anh em xem nha. Top 2 Liên Đấu nha, top 2 Liên Đấu nha. Hiện tại đang sở hữu với mình một cái nón thuộc lý 29. Thuộc lý 29. Cái nón này ở server bán cũng tầm hơn gần 2 triệu nè. Gần 2 triệu nè mày. Gần 2 triệu. Tiếp đến đó là một dây chuyền khá đẹp, kháng cả 17, kháng hỏa 19 luôn nè mày. Thiên bang mà cái dây chuyền này thì quá đẹp luôn nè, quá tuyệt vời. Đến cái chì. Trời ơi. Một cái chì băng sắt. Trời ơi, chì này đẹp ghê luôn nè. Sắc thương 79, băng sắt 99 nữa nè. Trời ơi, cái chì này quá tuyệt vời nè mày. Chì này nôm 1 thiên bang này, quá đẹp. Đẹp ghê luôn á. Rồi, cái chì này Khải không biết giá bao nhiêu rồi. Còn dây chuyền này cũng Khải nghĩ cho cũng tầm 2 triệu, 2 triệu hơn. Hờ thủy thì nó hơi rẻ hơn mấy hồi kia một chút nè. Chứ cái này gặp hờ thổ là phải trên 5 đến 10 triệu ấy. Thủy nên Khải nghĩ cũng cao lắm là 3 triệu, 3 triệu hơn. Hay là tầm 3 triệu đô lại là ngon. Dây chuyền này hiện tại đang có một cái áo 40 sản lượng 135, khá là đẹp. Đã kết cái dòng bằng sắt dòng 2 và tay 540, ngọc bội 540. Sẽ đồ khá đẹp nha. Ngọc bội này tầm này chắc cũng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu ngọc bội này. Nhẫn kháng hỏa 19, nhẫn này 19 thì bình thường thôi. Đại lưng 25, nhẫn 19, lượng kháng hỏa khá là cao. Giày kháng lôi 40. Hiện tại đang đi theo cái kiểu 580 dòng 1 nên là chỉ cần một món kháng lôi đổi giày là kết rồi. Còn lại là kháng hỏa nè, kháng hỏa nè, kháng hỏa nè, kháng hỏa kháng tất cả nè. Trong lượng kháng hỏa này cũng khá là cao. Rồi nói chung thì hạt này thì hiện tại đang có cho mình đó là hạng 52 server. Hạng 52 server thì hạng người chắc cũng 111 gần 112. Đó, 111 là hạng 3 thiên vương bang rồi nè. Hạng 3 thiên vương bang. Thì hạng này đang có cho mình top 2 liên đấu vừa rồi nha mọi người. Nói chung thì sẽ đồ cũng khá là ok. Sẽ đồ tầm này thì cũng dao động khoảng tầm 10 triệu đổ lại nè. Khoảng tầm 10 triệu quay đại quay đầu á, được rồi. Ngọc bò này cho 1 triệu rưỡi nè. Bèo nhất là 1 triệu rưỡi nè. Nón này bèo lắm cũng 2 triệu hơi cao, khoảng 1 triệu rưỡi là 3. 3 với cái này khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu đó cho 3 triệu thì là xấu. Còn cái chì này chắc vô giá rồi. Nói chung là tổng sách đồ này khoảng 5 đến 7 triệu nè, 10 triệu hơi cao. Tại vì những món còn lại như thế này mua khá là rẻ. Bao tay này ra khá là rẻ, nhẫn nè, nhẫn nè. Giày này thì cũng tầm 10 kim hơn. Trong sách đồ này Khải nghĩ cũng hơn 5 triệu nè. Nói mà mình nếu mà nói 7 triệu thì không, cũng không rõ lắm, nhưng mà Khải nghĩ tầm 5 triệu hơn. Đó, cho giờ tính nè. Tại vì cái chày này vô giá này, chày này Khải không biết giá này. Chày này mua vô giá rồi. Đẹp quá này mày. Hỏi cái chày này bao nhiêu? Chày mua bao nhiêu thế? Chày đẹp vãi rồi. Hỏi cái chày này bao nhiêu là biết rồi nè. Tại tổng sơ sơ đã hơn 5 triệu rồi. Không được đổi đồ em ơi. Giờ đó là mình chủ không được đổi đồ. Hai triệu quá đẹp, quá đẹp. Cái gì 2 triệu nữa nè. Chúng ta sẽ đồ này bèo bèo 7 triệu 8 triệu rồi. Đó, nói chung thì sẽ đồ khá là ok. Nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Vương Tiễn cũng như ủng hộ cho Duy Khải Gaming 15, chia sẻ ủng hộ cho nha anh em ơi. Và sắp tới thì Khải sẽ tiếp tục soi đồ những cao thủ liên đấu tiếp tục cho anh em xem, cũng như là hạng 2, hạng 3, hạng 2 rồi dần nghiêng sói với chú quậy. Đó, hai người này cũng đã thi vương bang luôn nha anh em. 4 thi vương bang vừa rồi, top 1 2 3 4 luôn. Thằng chị Bá Vương thì Khải soi đồ cho anh em xem video trước là sẽ đồ hơn 50 triệu rồi. Rồi, bye bye mọi người.